Và kính thưa quý vị, sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Tổng thống Joe Biden hối thúc cải cách tối cao pháp viện. Tổng thống Joe Biden công bố một đề nghị toàn diện nhằm cải cách tối cao pháp viện, kêu gọi các nhà lập pháp vạch ra chính sách giới hạn nhiệm kỳ và hình thành một bộ luật đạo đức nhằm khôi phục lòng tin với lĩnh vực tư pháp liên quan tới chính thẩm phán của tòa án Tối cao Pháp viện Thiên về Bảo thủ trở thành một chiến trường chính trị trong những năm gần đây, trong đó có chính thẩm phán được bổ nhiệm không thông qua bỏ phiếu và có thể phục vụ trọn đời, đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của người dân Mỹ trên tất cả phương diện, từ việc phá thai cho tới môi trường. Ông Biden cũng kêu gọi các nhà lập pháp thông qua một tu chính án trong hiến pháp hạn chế quyền miễn truy tố của Tổng thống. Đây là hành động được coi là sẽ lật ngược phán quyết gần đây do tối cao Pháp viện đưa ra. Nỗ lực cải cách tối cao pháp viện khó có thể được Quốc hội thông qua. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson Đảng Cộng hòa ở Louisiana lên tiếng phản hồi lời kêu gọi của ông Biden vào sáng hôm thứ hai, nói rằng đề nghị này sẽ làm nghiêng cán cân quyền lực và hủy hoại nền pháp trị của Hoa Kỳ. Chắc chắn Johnson quả quyết đề nghị này không thể nào vượt ngưỡng cửa Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát. Trong một bài xã luận đăng trên tờ Washington Post sáng hôm thứ hai, Tổng thống Biden cho biết những gì đang diễn ra không bình thường chút nào. Các phán quyết làm công chúng mất niềm tin vào các quyết định của tòa án, trong đó có cả những quyết định ảnh hưởng tới quyền tự do cá nhân. Tổng thống Biden viết trên tờ Washington Post, tòa án và người dân đang vô cùng bất hòa với nhau. Để giải quyết mối lo âu, ông Biden đưa ra đề nghị chấm dứt chính sách bổ nhiệm trọn đời tại tối cao pháp viện. Thay vào đó, ông cho rằng sau mỗi 2 năm, tổng thống đương nhiệm nên bổ nhiệm một thẩm phán mới cho tối cao pháp viện và người này sẽ phục vụ trong thời gian 18 năm. Ngoài ra, ông Biden còn đang thúc giục quốc hội thiết lập một bộ luật đạo đức mới, buộc các thẩm phán phải tiết lộ việc nhận quà cáp và tránh các hoạt động chính trị công khai. Cựu Tổng thống Trump đồng ý cho cơ quan FBI thẩm vấn về vụ mưu sát hụt. Cựu Tổng thống Donald Trump vừa đồng ý cho cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ, tức là FBI, thẩm vấn về vụ ám sát ông. Một viên chức cơ quan cho giới truyền thông biết vào hôm thứ Hai 29 tháng 7, Đài truyền hình NBC loan tin Cuộc thẩm vấn của đối với ông Trump sẽ tương tự như những gì mà cơ quan FBI thực hiện đối với các nạn nhân tội phạm trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cuộc điều tra đang thực hiện cho thấy kẻ mưu sát, tức là Thomas Matthew Crooks, là một thanh niên vô cùng thông minh thế nhưng đơn độc, không có nhiều bạn bè ngoài những người thân trong gia đình. Và càng lúc, người này càng đam mê tìm hiểu các loại vũ khí. Động lực của hung thủ trong vụ mưu sát ông Trump vẫn chưa rõ, Cơ quan FBI đã phỏng vấn hàng trăm người và tìm hiểu các chương mục trên mạng điện toán của người này, kể cả những chương mục trò chơi điện tử từ hàng chục công ty khác nhau. Lịch sử truy tìm trên mạng của Cook cho thấy, anh ta tìm kiếm các chi tiết về vụ mưu sát Thủ tướng Slovakia là ông Robert Fico trong năm nay, cũng như các vụ xả súng hàng loạt khác. Vào tuần trước, cơ quan FBI tiết lộ, chưa đó một tuần thì hung thủ cũng tìm chi tiết về khoảng cách giữa kẻ nổ súng là Lee Harvey Oswald và cố tổng thống John F. Kennedy bị ám sát hồi năm 1963. Con riêng của chồng bà Harris lên tiếng phản bác J.D. Vance, nói phụ nữ dân chủ vô sinh. Đằng sau danh xưng Momala ám chỉ Harris là mẹ kế của phó tổng thống Kamala Harris, là hai người con riêng của chồng bà Cole và Ella Hemhoff. Trong lúc chiến dịch tranh cử tổng thống của bà Harris đang vương mình trỗi dậy, cũng là lúc họ được ánh đèn sân khấu soi rọi. Trong tuần này, Ella Emhoff 25 tuổi lên tiếng sau khi ứng cử viên phó tổng thống đảng Cộng hòa J.D. Vance nhắc lại những bình luận trước đây rằng ông từng nói bà Harris và các thành viên khác trong đảng Dân chủ là mấy bà nuôi mèo quyền lực mà vô sinh và cũng muốn Hoa Kỳ lâm vào cảnh khốn cùng giống như họ. Trong một câu chuyện đăng trên Instagram hôm thứ Năm 25 tháng 7, Ella Emhoff phản bác lời lẽ của ông Vance. Làm sao mẹ tôi có thể vô sinh khi có những người con dễ thương như cô và tôi? Ella nói, tôi yêu cả cha mẹ ruột lẫn mẹ kế của mình. Những người trẻ nhất trong gia đình phó tổng thống, cô 29 tuổi và Ella 25 tuổi, là con riêng của đệ nhị phu nhân Dirk Emhoff, từng kết hôn với nhà sản xuất phim Kirsten Emhoff. Và chính Kirsten cũng gọi những bình luận của Vance là vớ vẩn. Trong hơn 10 năm qua, từ lúc Khô và Ella còn là thiếu niên, Kamala đã đồng hành cùng Đớt và tôi làm cha mẹ của hai đứa trẻ. Cơ cho biết trong một tuyên bố với NBC News, Harris yêu thương, nuôi dưỡng, một mực binh vực và luôn luôn hiện diện. Tôi yêu gia đình hòa hợp của chúng tôi và cảm kích khi có Harris. Con trai của Đớt em Hoff, Khô, kiệm lời hơn Ella nhiều đối với hoạt động trên mạng xã hội. Nhưng anh cũng từng nhiều lần bày tỏ mối quan hệ thân thiết với bà Harris. Trong đám cưới của khô vào năm ngoái, Harris là người chủ trì buổi lễ. Cả Ella và khô đều tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Biden năm 2021 và hình ảnh hậu trường chụp lại sinh hoạt đó làm mọi người chú ý đến chương mục Instagram vốn kính tiếng của Cole. Vẫn tư liên quan, tỷ phú Elon Musk chỉ trích phó Tổng thống Harris ủng hộ cho thuyết tuyệt chủng khi cho rằng bà Harris từng có phát ngôn khuyên người trẻ tuổi không nên sinh con. Ông nói như sau, Kamala Harris là người ủng hộ cho thuyết tuyệt chủng. Nếu triết lý của bà ấy được nhân rộng thì điều đó sẽ chẳng khác gì cuộc diệt chủng đối với nhân loại. Ông Elon Musk đăng tải trên trang mạng xã hội X đề cập tới Phó Tổng thống Kamala Harris Lời tuyên bố này được tỷ phú Elon Musk đưa ra khi có những lời bình luận về đoạn video mà bà Harris phát biểu về nỗi lo lắng về khí hậu của giới trẻ trong sự kiện tại trường đại học cộng đồng Reading hồi tháng 9 năm ngoái. Trong đoạn video kéo dài 15 giây đồng hồ, được con trai của cựu tổng thống Donald Trump, tức là Donald Trump Jr là con trai lớn của ông Donald Trump cùng với thượng nghị sĩ James David Vance, tức là ông JD Vance là phó tướng của ông Trump đăng lại, thì bà Harris nói rằng các cử tri trẻ tuổi đi bỏ phiếu đông đảo vào năm 2020 một phần là do họ quan tâm tới vấn đề biến đổi khí hậu. Ông Trump Jr. cáo buộc. Lời phát biểu này cho thấy Phó Tổng thống Kamala Harris gợi ý cho những người trẻ tuổi không nên sinh con vì tình trạng biến đổi khí hậu. Riêng ông J.D. Vance cũng cho rằng bà Harris không muốn người trẻ tuổi lập gia đình. Thuật ngữ thuyết tuyệt chủng mà tỷ phú Elon Musk đưa ra được sử dụng để chỉ những người tin rằng chỉ có sự tuyệt chủng của con người mới giúp môi trường của trái đất hồi phục tốt hơn. Họ cũng tin rằng nếu như nhân loại không hành động thì con người sẽ tuyệt chủng vì vấn đề khí hậu. Bà Harris chưa từng đề cập tới thuật ngữ này trong các bài phát biểu. Chiến dịch của bà cũng chưa phản hồi về những cáo buộc của tỷ phú Elon Musk. Người phụ nữ gọi 911 gần 400 lần vì thích được đi xe cấp cứu. Một người phụ nữ sống tại Ohio đã phải ra tòa trong tháng này sau khi gọi vào số điện thoại khẩn cấp 911 hàng trăm lần với các tình trạng sức khỏe giả mạo chỉ để được di chuyển bằng xe cấp cứu. Theo văn phòng công tố quận Muskingum, người phụ nữ có tên Keisha Kennedy đã bắt đầu thực hiện các cuộc gọi giả mạo từ năm 2020. Những cuộc gọi này đã gây áp lực rất lớn cho các dịch vụ khẩn cấp tại thành phố Janesville bởi họ phải lựa chọn tập trung nguồn lực vào các trường hợp thực sự cần thiết Cuộc gọi giả mạo của Kennedy thậm chí đã từng để lại một hậu quả nghiêm trọng. Vào lần đó, Sở Cứu Hỏa Nam Janesville vì phải vận chuyển người phụ nữ 34 tuổi giả bệnh này tới bệnh viện, nên đã không thể trả lời cuộc gọi của một người đang bị khó thở. Hậu quả người đó đã tử vong. Kennedy đã gọi 911 tới gần 400 lần, đôi khi gọi nhiều lần trong một ngày và phàn nàn về nhiều căn bệnh khác nhau. Tuy nhiên, khi người phụ nữ này được vận chuyển đến bệnh viện, các bác sĩ đã xác định bà ta hoàn toàn khỏe mạnh chi phí cho những lần vận chuyển và thăm khám này được lấy từ tiền thuế của người dân thông qua medicaid một nhà tâm lý học pháp y nhận định kennedy đang thể hiện một chứng rối loạn giả tạo điều đó có nghĩa là bà là một kẻ dối trá trợ lý công tố viên quận mersking gom john lero cho biết tại tòa dù vậy hành vi quấy rối kỳ quái của kennedy cũng đã gây ra một cú sốc đối với người dân và các công tố viên Leroy, một trợ lý công tố viên, lên án hành vi đáng xấu hổ này và cho rằng chính quyền cần thiết lập một hệ thống tốt hơn để theo dõi các cuộc gọi 911 giả mạo. Vâng, tiếp theo phần tin Hoa Kỳ. Hầu hết những người tại nước Mỹ sở hữu súng cho biết rằng họ muốn bảo vệ cho bản thân. Một cuộc khảo sát mới đây cho thấy càng ngày càng có nhiều người Mỹ sở hữu súng để bảo vệ cho bản thân của họ hơn bao giờ hết. Theo đài truyền hình CNN, doanh số bán súng cũng như số những trường hợp tử vong liên quan tới súng tăng vọt trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19. Hồi năm 2021, có tới 48.830 người thiệt mạng do thương tích liên quan tới súng đạn tại Hoa Kỳ là con số cao nhất từng được ghi nhận. Theo dữ liệu từ cuộc khảo sát vũ khí quốc gia năm 2021, có thêm khoảng 7.500.000 người Mỹ trưởng thành sở hữu súng trong đại dịch COVID-19. Hầu hết những người trong số họ trước đây sống trong một ngôi nhà không từng có súng. Tạp chí Phòng chống thương tích với các nhà nghiên cứu đã thực hiện khảo sát gần 2.500 người Mỹ trưởng thành. Những người trong mẫu đại diện cho toàn quốc này cho biết rằng họ có sở hữu súng trong khoảng thời gian từ tháng 5 cho tới tháng 6 năm ngoái. Gần 80% số người được họ cho biết rằng động cơ mua súng của họ là để tự vệ tỷ lệ này dường như đã tăng lên trong 25 năm qua. Không có cuộc nghiên cứu nào tìm hiểu lý do tại sao người Mỹ sở hữu súng theo thời gian, khiến cho việc so sánh không được chính xác. Nhưng theo các nghiên cứu tương tự, có khoảng 26% số người Mỹ cho biết rằng họ sở hữu súng để bảo vệ cho bản thân. Đây là cuộc nghiên cứu được thực hiện vào năm 1999. Theo nhiều cuộc nghiên cứu khác nhau, từ 60 cho tới 70% những người sở hữu súng cho biết rằng chuyện tự vệ là động lực chính khiến cho họ sở hữu súng kể từ năm 2017 cho tới năm 2021 FDA chuẩn thuận cho việc truy tìm ung thư đại tràng bằng cách thử máu Sáng thứ Hai, 29 tháng 7, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA chuẩn thuận phương pháp xét nghiệm máu nhằm truy tìm ung thư đại tràng ở một số người. Phương pháp thử máu được gọi là SHIELD và do Gordon Health sản xuất đang được bán trên thị trường. Nhưng việc FDA chấp thuận sẽ giúp mở rộng phạm vi tiếp cận người dân cũng như phạm vi bảo hiểm. Phương pháp xét nghiệm SHIELD được chuẩn thuận áp dụng cho những người từ 45 tuổi trở lên và có nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột già ở mức trung bình các chuyên gia cảnh báo siêu không phải là biện pháp thay thế tương đương với nội soi đại tràng nhưng có thể giúp sàng lọc được nhiều bệnh nhân có thể mắc bệnh ung thư đại tràng hơn vì đỡ mất thời gian và không tốn nhiều công sức Nội soi đại tràng là phương pháp phát giác ung thư chính xác hơn, cho phép loại bỏ các tế bào polyp tiền ung thư được khuyến nghị thực hiện 10 năm một lần. Còn phương pháp siêu thì một năm một lần. Xét nghiệm siêu cho ra kết quả dương tính giả khoảng 10% và chỉ phát giác được 13% các tế bào polyp kích cỡ lớn so với 95% khi áp dụng phương pháp nội soi đại tràng trong một thí nghiệm lâm sàng. Siêu phát giác ra ung thư đại tràng nhờ DNA do khối u thải ra trong các mẫu máu sau khi phòng thí nghiệm nhận được mẫu máu sẽ mất khoảng 2 tuần để công bố kết quả. Mặc dù tỷ lệ chẩn đoán chính xác nhìn chung là cao, dữ liệu thí nghiệm lâm sàng chỉ ra rằng siêu có thể bỏ sót 1 trong 10 bệnh nhân có những tổn thương tiền ung thư và 1 trong 1.000 người bị tổn thương trong giai đoạn ung thư.